Nhà vườn sầu riêng, thấy là mê liền anh chị ơi. Nhà đất rừng ngô xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Hôm nay Bảo Thiện có mặt tại vị trí là xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho cô chú anh chị 2613m2, đất trồng cây lâu năm, có sẵn vườn keng trái, có sầu riêng, có mít, có tắc, tặng luôn cho mình một căn nhà quá trời đẹp luôn nha anh chị. Dạ, thì bây giờ Thiện xin được giới thiệu chi tiết về con đường cũng như hướng đi của mình cho quý cô chú anh chị tham khảo địa trí địa lý nha. Dạ, con đường trước mắt quý cô chú và anh chị đây là đường bê tông, thì đoạn này nó bị nứt nhưng mà nó rộng tầm khoảng là 1,5m nha anh chị. Thì từ đây xe ba gác mình vẫn có thể là vào tới vườn để cải tạo vườn luôn. Thì ở đầu bên này nè anh chị nhìn để ý ha. Ở đầu bên kia là người ta đang mở đường đó anh chị, đã bơm cát sẵn rồi, chờ khô là người ta đổ đan anh chị ha. Dạ, thì giai đoạn 1 là người ta đổ bên ngoài, giai đoạn 2 người ta sẽ đổ tới bên trong của mình. Thì gia chủ mình cũng đã đóng tiền rồi, và khi mà anh chị tới đây là anh chị sẽ có sẵn cho mình một cái đường bê tông ô tô chạy rất thoải mái luôn nha. Đó anh chị xem, dân cư đi qua cũng khá là đông đúc luôn nè. Dạ, thì đây là cái khu vực xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở vị trí của mình dân cư hiện hữu rất đông, và mình ra trụ sở ấp nha anh chị thì cũng chỉ có là 100m thôi, rất gần luôn. Mình đi xa hơn chút xíu mình sẽ ra chợ Hai Tân, ở đó là cũng có trường học ủy ban cho mình luôn, thì cũng chỉ có 2km nha anh chị. Và từ đó là mình cũng gặp với tỉnh lộ 864, một con đường huyết mạch của xã Tam Bình mình, thì cũng chỉ có là 2km. Thì từ cái vị trí tỉnh lộ 864 đó anh chị rẽ phải ha, anh chị về với huyện Cai Lậy mình nè, về với khu vực Tam Bình rồi qua thị xã Cai Lậy mình. Còn nếu mà anh chị rẽ trái là anh chị sẽ ra xã Phú Phong, huyện Châu Thành mình đó anh chị. Đó, rồi mình đi sâu hơn về phía Mỹ Tho, về trại rắn Đồng Tâm anh chị ha. Dạ, thì từ đây mình ra Mỹ Tho cũng khá gần nữa, cũng chỉ có là 23km thôi. Rồi mình ra bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh tầm 80 cây nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì anh chị cũng thấy là dân cư hiện hữu khá là nhiều rồi nè, và điện nước wifi thì cũng có sẵn cho mình luôn. Và đặc biệt đó là mình còn có sẵn mấy gốc sầu riêng bự chập bá như thế này, quá mê luôn anh chị ơi. Kế bên mình trồng sầu riêng cũng rất là tốt luôn nha anh chị. Đây anh chị xem nè. Anh chị nào đã theo dõi về khu vực Cai Lậy á thì chắc chắn anh chị sẽ biết tới cái khu vực xã Tam Bình là khu vực mà chuyên trồng các loại sầu riêng lớn nhỏ, rất là mê luôn. Ở đây là khu vực mà Thiện thấy là hiếm có khu nào mà trồng sầu riêng được tốt như thế này nha anh chị. Đó, bên kia người ta đang trổ trái nữa kìa. Ui chà ơi. Đó, anh chị xem nè, mê ghê ha. Dạ. Rồi thì bây giờ Thiện xin được giới thiệu chi tiết luôn về cái ngôi nhà vườn của mình cho quý cô chú anh chị tham khảo rõ diện tích, hình dạng thửa đất như thế nào ha. Dạ. Đây anh chị nè. Đó, quá trời mê luôn. Dạ, Thiện xin nhắc lại là tổng nhà vườn của mình với diện tích là 2613m2, đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Đó, thì ở đây là chủ dạng như là mua vườn tặng nhà nha anh chị. Chủ có một căn nhà cấp 4, Thiện thấy là cũng khá là kiên cố. Thì mình có bề ngang tính từ cái mấy tường của mình đổ ngang qua tới mấy tường đằng này ha, thì cũng đã có cắm cọc tranh sẵn luôn cho mình rồi, mấy cái ống đó là cắm giữa mương cho mình đó. Dạ, bề ngang 17.62, mình có chiều sâu vào ở cạnh bên phải này nha anh chị là 113.27m, còn ở cạnh bên trái này là 99.45m. thì mình sẽ bắt đầu nở hậu ra chữ L, thì hậu của mình sẽ nở lớn là 53.21m luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ, đất mình thì theo cái chữ L nha, Thiện sẽ để cái sổ ngay trên màn hình cho quý cô chú và anh chị tham khảo. Dạ, thì ngôi nhà của mình lúc nãy Thiện có đề cập là một ngôi nhà vườn sầu riêng. Thì ở đây là mình có tổng là 80 gốc sầu riêng luôn nha anh chị. Thì bây giờ Thiện sẽ đưa anh chị vào sâu bên trong cái ngôi nhà vườn của mình, xem sơ về ngôi nhà ha, rồi xem kỹ về mấy cái vườn của mình cho mình tham khảo và nắm rõ. Dạ, thì hiện tại gia chủ mình đang ở thành phố anh chị, thì có nhờ Thiện qua quay. Nhưng mà bây giờ thì gia chủ nói là sáng mai là mới mở cửa cho Thiện được, mà sáng mai Thiện đi công việc mất tiêu rồi. Nên bây giờ Thiện qua, Thiện quay sơ cho anh chị xem. Phát ảnh trong nhà thì chủ sẽ gửi cho Thiện, và anh chị cô chú quan tâm kết bạn Zalo với Thiện với số điện thoại trên màn hình, thì Thiện sẽ hỗ trợ gửi ảnh cho mình trực tiếp xem nắm rõ nha. Dạ, thì đây cái ngôi nhà vườn của mình, thì cái mí của mình anh chị tính từ cái bờ tường là tính tới mí nhà đó anh chị ha, là cây sầu riêng đó không phải, cây xoài đó không phải của mình, thì mình bắn thẳng xuống dưới. Thì đây là mình được gia chủ tặng cho một căn nhà cấp 4, Thiện thấy là cũng khá là dễ thương luôn á anh chị. Đó, nhà của mình thì kết cấu kiên cố, một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, WC đầy đủ nha. Đó, thì đây gia chủ mình có trồng mai nữa thì cũng khá là đẹp luôn á anh chị. Đây nè, anh chị xem mấy gốc sầu riêng của mình nè. Trong 80 gốc sầu riêng đó thì gia chủ mình được là 3 gốc lớn. Đây, Thiện quay vào gốc lớn cho anh chị xem ha. Hệ thống tưới tiêu sẵn có hết trơn cho mình rồi. Đó, chủ làm thì Thiện thấy là rất là tâm huyết và cũng khá là kỹ luôn nha anh chị.
một số cây là cũng có trổ bông kìa anh chị ơi. Ôi cây sầu riêng của mình rất là tốt luôn. Mảnh vườn này là chủ đặt rất nhiều tâm huyết vào đây nha. À, một góc, hai góc, đằng kia mình có thêm góc nữa, mình được ba góc sầu riêng ri sáo. Và mai của mình cũng khá là đẹp luôn nha anh chị. Đó, thiện qua góc mai cho anh chị xem nè. Mê chưa? Ở trên đất mình đó thì mình có tổng là được 8 gốc mai. 8 gốc mai á anh chị. Đó, Thiện quay sơ mai cho anh chị xem ha. Anh chị ưng á thì anh chị cứ nhắn tin cho Thiện, Thiện sẽ gửi ảnh mai, video mai cho anh chị xem kỹ. Đó, anh chị xem nè, gốc này hình thú thấy cưng chưa? Trời ơi, đẹp quá ha. Nó nhiều lắm anh chị ơi. Đó, Thiện quay sơ cho anh chị xem nè. Đây gốc nào cũng đẹp. Ui, công nhận là anh chủ này anh cũng có tài ghê á anh chị. Anh chủ này anh cũng kỹ thuật vườn cũng ok lắm luôn á. Đó anh chị xem, thôi nhà vườn của mình ha. Thiện quay sơ bên ngoài cho anh chị xem cái nhà vườn nè. Đó, mình được bên 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gốc mai như thế ha. Thì gia chủ có nói nếu mà mua hết gia chủ bán 10 triệu một gốc nha anh chị. Anh chị thích thì cứ thương lượng giá cả và nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp số điện thoại Thiện trên màn hình nha. Đó, bây giờ Thiện sẽ dẫn anh chị vào xem sơ cái ngôi nhà vườn của mình. Thì đây là kết cấu trong nhà ha. Đó, thì khu vực này là khu vực bếp ha. Và ở đầu đằng kia là mình cũng có WC nữa. Trong đó là có hai phòng ngủ và bên ngoài này là phòng khách nha anh chị. Đó, đây Thiện sẽ dẫn anh chị vào sâu bên trong cái khu vườn phía sau của mình. Chắc chắn anh chị sẽ rất bất ngờ luôn, vì cây phía sau của mình rất là tốt. Đây là cái gốc sầu riêng thứ ba nè anh chị. Gốc sầu riêng thứ ba mà Thiện có đề cập là cây lớn á, mai hen. Đây, gốc sầu riêng lớn của mình nè anh chị. Thiện đứng tới cái tán đó cái bao nhiêu. Trời bự lắm luôn á, quay trên màn hình chứ thực tế nó bự lắm luôn. Cây này chắc chục năm rồi quá. Sao lớn dữ vậy trời. Nè, em đứng đầu em là tới đây mấy anh chị. Đó, tới đầu em mà tới đây mấy. Đó, tới cái cành này thôi. Trời ơi, cây lớn lắm luôn anh chị nha. Anh chị về đây là anh chị có thể sở hữu liền tay được quê lội trên đất của mình. Ui, ở đây còn có tắc nữa nè anh chị. Ôi chà ơi, quá mê luôn á. Dạng như là mình có sẵn quê lợi rồi ha. 80 gốc sầu riêng thì trong đó là mình có 77 gốc nhỏ và 3 gốc lớn. Thì gốc nhỏ của mình như thế này ha. Còn mình có chêm vô là tắc nè. Rồi có chêm chuối nữa ha. Rồi có chêm cả mít nữa. Trời ơi, anh chị có sẵn quê lợi hết trơn rồi. Còn có sẵn ngôi nhà nữa. Mình thích thì mình tu sửa lại ngôi nhà của mình ha. Thiện thấy là cửa nẻo rồi này kia là cũng có hết trơn rồi. Ống tưới tiêu rửa chân này kia cũng có luôn nè anh chị. Ôi, gia chủ mình làm cũng khá là kỹ luôn á. Thiện thấy là ổn á, khá là ok luôn ha. Đây, Thiện đứng cái góc này, Thiện chỉ cho anh chị xem được cái mô líp của mình. Thì ở đây Thiện thấy là mình có được một líp hen. Đây này, một líp nè anh chị. Đó, gia chủ mình trồng đều ghê chứ. Ôi chà, khá là đều luôn. Hai líp nha, ba líp. Dạ, mình được ba líp. Thì bên kia mình được nửa cái mương. Xíu nữa Thiện ra Thiện chỉ cho mình cái ống tưới tiêu thông ra con sông như thế nào luôn. Thì một cái gốc sầu riêng của mình nó sẽ trông như thế này anh chị ha. Đó, anh chị xem. Đó, mình có sẵn bình xịt thuốc luôn. Nè, hệ thống tưới tiêu của mình cũng sẵn có hết trơn rồi. Có vòi nước rửa chân nữa nè. Và trông nhận là chủ làm cũng rất là tâm huyết luôn á anh chị. Đó, đồng hồ điện nước có sẵn hết cho mình luôn rồi nè. Nó làm kỹ ghê, kính mít luôn. Đó, hệ thống tưới tiêu của mình ha. Quá đẹp luôn anh chị ơi. Sầu riêng của mình là sầu riêng ri sáo nha anh chị. Mí mương của mình đó là tính tới mí này nha. Cái bờ này nha. Đó là mấy gốc tắc này cũng của anh chị luôn. Đó, xíu là xin ít quy lợi về. Trời, thấy cưng ghê. Quá đẹp luôn anh chị. Đó là đất của mình đó là dài múc gần kia luôn. Đó, anh chị thấy mấy gốc sầu riêng lớn đó không? Là không phải của mình. Thì dài tới đó bắt đầu là mình nở hậu ra chữ L nữa bên trái á nha. Dạ, thì gia chủ mình trồng được 3 líp sầu riêng. Thì mình trồng tắc á, mình trồng dọc vậy đó anh chị. Và Thiện thấy là gần như là trái nào cũng có quê lợi hết trơn luôn á. Nè, anh chị thấy không? Bên này cũng có quê lợi nè. Bên kia trái cũng nhóc luôn kìa. Trời ơi, quá đã luôn. Ô Thiện, hôm nay thì Thiện với anh Khang đi hơi bị xé chiều mưa nè anh chị kìa. Không có rõ chứ nắng lên. Trời ơi, nó đẹp dữ dằn lắm anh chị ơi.
rất là đẹp luôn. Đó, ống nước tưới tiêu này kia chủ làm bự lắm luôn á. Nói chung là Thiện thấy là cũng rất là tâm huyết, kỹ, thực sự khá là kỹ luôn. Dạ, Thiện quay nhanh cho anh chị hình dung rõ ha. Tại vì Thiện cũng còn một ít công chuyện nữa. Dạ, kế bên này mình nè anh chị ơi. Kế bên mình nè. Anh chị xem nè, kế bên mình trồng sầu riêng tốt ghê chưa. Ui, tắc của họ nè, tắc của họ cũng tốt mê luôn á. Ui, đất Tam Bình anh chị ơi, đất Tam Bình là một cái vùng đất mà rất thích hợp trồng cây sầu riêng. Rồi tất cả những cái mọi cây ăn trái trồng ở đây đều ok nha anh chị. Bởi vì sầu riêng mà đã chịu thì cây nào cũng chịu hết trơn á. Đây anh chị, đây anh chị xem nè. Ồ, mê chưa. Bên này là của mình nha anh chị. Mấy cái mí bên này là của mình nha, chủ trồng cho em tắt vô đó. Cái bồn này anh chị nè, là cái bồn mà ống xả nước thải của chủ á. Nó có sẵn cái ống ở thẳng dưới này luôn. Thì chủ mình đặt một cái ống bọng ở dưới này, đâm thẳng ra ngoài cái con kinh ở đằng dưới kia ha. Thì gia chủ của mình làm cũng khá kỹ luôn, để cho cái nguồn nước của mình tự động tưới tiêu. Thì nước mình công cộng hết, anh chị vào đây là điện, nước, wifi có đầy đủ. Có sẵn nhà, có sẵn sầu riêng đó, có tắt đồ này kia cho mình luôn. Có mít nè anh chị nè, mấy cây mít sầu riêng này thì còn nhỏ nhưng mà tắt có thể cho quay lợi rồi. Mình còn được ba gốc sầu riêng bự ở phía trước nữa, khá là ổn anh chị ha. Dạ, thì chủ xin được bán hết cái diện tích là 2 công 6 của mình với cái giá là 2 tỷ 200 triệu. Và giá này mình thương lượng chính chủ nha anh chị, thì hỗ trợ cho anh chị thương lượng trực tiếp chính chủ luôn. Ở giá cả thì mình cần thương lượng chút đỉnh với chính chủ nha, tại vì gia chủ mình cũng đặt vào tâm huyết khá là nhiều trong cái mảnh vườn này. Nhưng mà tuy nhiên là anh chị muốn mua, người ta muốn bán thì cũng dễ nha anh chị. Đó, ống tưới tiêu và điện nước có sẵn cho mình hết trơn rồi. Nói chung là ok lắm anh chị nha. Dạ, dạ rồi, thì đó là toàn bộ thông tin về cái mảnh nhà vườn 2613m2 nhà vườn tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang với giá là 2 tỷ 200 triệu, vẫn còn thương lượng chính chủ luôn. Dạ, sổ hồng riêng có thể mau lại công chứng liền luôn nha anh chị. Quý cô chú và anh chị thiện chí quan tâm, nhắc mình lên liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em Bảo Thiện hoặc là anh Đình Khang để chúng em hỗ trợ tư vấn mình trực tiếp đến xem vườn, chốt cọc và thương lượng giá cả tốt nhất với chính chủ nha. Dạ, kính chào quý cô chú và anh chị, kính chúc anh chị cô chú ngày càng dồi dào sức khỏe, thành đạt hơn trong cuộc sống nha. Đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất Trường Ngô để có thể cập nhật những bất động sản đẹp như thế này, giá tốt, giá ngột hơn nữa, nhanh chóng trên kênh của chúng em, ấn vào cái chuông phía bên phải để nhanh hơn nha anh chị. Dạ, kính chào cô chú anh chị nha. Dạ. Yeah.